Ngày 28 tháng 8, Cục Quản lý Thị trường Hưng Yên đã tổ chức tặng miễn phí 10.000 chiếc khẩu trang vải không dệt kháng khuẩn cho hai đơn vị là Phòng Giáo dục và xã Tân Châu của huyện Khoái Châu. Trong đó, một đơn vị nói trên được phát tặng 5.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn đã được cơ quan chức năng kiểm định, đảm bảo chất lượng. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân địa phương và các em học sinh phòng chống dịch bệnh COVID-19. Được biết, toàn bộ số khẩu trang này sẽ được Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu và Phòng Giáo dục phát tặng cho các em học sinh nghèo, những thầy cô giáo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, những người nông dân đến giao dịch tại Ủy ban Nhân dân xã nhưng lại quên không mang khẩu trang.